Bạn biết tin gì chưa? Báo An Ninh gọi thẳng tên Trấn Thành và Đàm Vĩnh Hưng với dòng title là nhà vua chúa hề. Độ nổi tiếng sẽ đi kèm với tai tiếng. Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu cảm giác không ai chịu được. Đó chính là dòng chia sẻ của sếp Tùng. Hai anh nhà ta vừa qua đã gây ồn ào trên khắp mạng xã hội vì phát ngôn và danh xưng để nay lên hẳn báo An Ninh luôn. Sau ồn ào riêng tư, Trấn Thành lại nói tiếp ồn ào thị phạm làm khán giả không khỏi bật cười. Các hot tiktoker đua nhau đú trên khắp mạng xã hội TikTok. Ai mở TikTok lên cũng không khỏi cười ngã nghiêng khi Trấn Thành đi thi The Voice, Trấn Thành làm ban giám khảo. Dưa. Nó là hình. Sau những danh xưng tự phong như ông hoàng, nhà vua, thì tiếp đến chiến thần Võ Hà Linh cũng gặp không ít rắc rối khi lên hãng VTV với tiêu đề ngáo quyền lực. Lẽ là trong thời gian sắp tới thì mình sẽ phải lập một cái group anti Hà Linh official để mọi người có thể trực tiếp bóc phốt mình ở trong đấy. Đây có lẽ là tin tức mà khán giả mong chờ, bởi xã hội văn minh thì phải hạn chế đi những thành phần ngáo quyền lực.